Báo cáo với quý vị và các bạn, tranh thủ ông giờ ông đang tạnh mưa. Thế là bây giờ mình test cái cục giữa đài Sony 710 để gửi cho người thượng đế có cái bụng tốt ở tỉnh Bình Thuận. Cái cục giữa này thì có một cơ số video chia sẻ tới quý vị và các bạn rồi. Cách đây nửa tháng thì mình bán cho ngài thượng đế ở Bình Thuận. Tuy nhiên là ngài sử dụng được có 10 ngày là cái cửa A bên đây nó không chạy nữa. Cửa B thì nó vẫn chạy, radio line in vẫn tốt. Đấy, sau khi ngài gửi lại đây cho mình được 3 4 hôm rồi thì mình tháo ra mình kiểm tra thì nó chẳng làm sao cả, nó chỉ bị mỗi cái lá đồng ở cái vỉ điều khiển bộ cơ ấy. Đấy, tức là khi mình ấn play ấy thì nó có một cái sắt nó đẩy vào cái công tắc đấy. Đấy, nó đẩy vào cái lá đồng ấy để nó tiếp điện để nó cấp cho motor. Đấy, nhưng mà cái lá đồng ấy nó trục trặc, cái nó bẩn, nó dơ, cái này nọ, cái lọ, cái chai thì nó không tiếp xúc. Thì, bây giờ mình đã thay cái lá đồng khác và đã hoạt động trở lại rồi. Test line in này. Đây. Đây. Sờ vào cái rắc này thì chỉ có cái loa này nói thôi. Nếu như cái loa bên đây mà nói thì fan đình đáp. Để. Đấy. Sờ vào cái rắc này thì cái loa bên đây nói. Nếu như cái loa bên đây mà nói thì lại fan đình đáp. Sờ vào hai rắc thì hai loa đều nói. Đấy. Thử cái kiểu của nông dân này hay phết ấy. Nhanh gọn lẹ. Đấy. Rút cái thằng cu này ra. Bây giờ test xuống một nấc là radio. Đây. Cái công tắc chuyển này, radio. Tháng 7. Nhiều người mua hàng thường mua một lúc nhiều đơn, thời điểm giao đơn lại rải rác nhiều ngày. Kết hợp thêm với công việc bận rộn nên chỉ cần một phút tặc lưỡi, không kiểm tra đơn hàng, nạn nhân rất dễ dàng mất oan vài trăm ngàn đồng cho shipper mạo danh. Anh D tại Tây Hồ Hà Nội cũng từng gặp câu chuyện tương tự. Chỉ khác là vợ anh D khi thấy xuất hiện tin nhắn của kẻ gian đã lập tức kiểm tra và phát hiện dấu hiệu lạ. Không biết vì lý do gì mà họ có thể biết được thông tin của người bị lừa. Kể cả là hay gửi đồ ở đâu hay là nhờ ai nhận đồ thì đều có thể biết được. Chúng thường có một cái chiêu trò là gọi điện liên tục vào số của người nhận hàng, khiến cho họ cảm thấy sốt ruột. Và đôi khi chính cảm xúc đó nó khiến cho người ta phải chuyển khoản ngay lập tức và không suy nghĩ nhiều. Thị trường tài chính, địa ốc, hàng hóa tiêu dùng, tư vấn, đối thoại. Tiết bằng sóng FM này. Những thị trường của người dân. Đấy, dò chơi dò bời cũng dò được sóng. Còn nếu khéo tay mới dò được sóng thì Phan Đình Đáp. Nghiên cứu tội phạm học, tiến sĩ Đào Trung Hiếu nhận định. Thưa quý vị, bài hát Đường hẹn kiếp sau, đây là một sáng tác của Đình Dũng do chính Đình Dũng trình bày. Với học cổ truyền, bên cạnh các dấu tay thậm chí tiêm như lên nhưng nó không hạ được, nó vẫn cứ chơi như vậy thì chúng ta nên khẩn trương kết hợp. Radio của lão nông nó cứ trong veo, nó cứ trong như nước mưa. Bấm thảo dược kết hợp 7 cái thảo dược quý mà đã được sử dụng hàng ngàn năm nay. Ví dụ đông. Quý vị thính giả hãy cùng Hoài An tìm hiểu ngay sau đây. Vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba, quý vị cũng đã từng tìm hiểu về cái bánh cống này. Bánh cống Đại Tâm là món bánh cống nó giòn, nó thơm và nó mang cái hương vị riêng của đất Đại Tâm Sóc Trăng đó chị. Không biết là quý thính giả đang nghe đài thì khi mà bạn Trọng Nguyễn liệt kê cái món ăn miền Tây vậy, quý vị có đói không chứ bụng của Lâm nãy giờ kêu không? Và nhất là cái thời điểm thời tiết như thế này nó rất là thế thích thèm ăn. Bây giờ ăn là khoảng là 3:30 rồi, ăn xế được rồi đó. Ăn xế nè. Rồi hôm nay thì chương trình của chúng ta đang thì nói về miền Bắc và miền Trung đang bị những cái cơ trận mưa lũ này kia các thứ rất là đặt lại là cầu Cái Tre. Bây giờ cái trường ở đó không còn cái trường lò gạch đó nữa. Dân người ta hiến đất. Mình chỉ có một cô con gái nhỏ tên là Bảo Thư. Con năm nay 9 tuổi, cả nhà sống cùng với ông bà nên con khá là được cưng chiều. Vâng, rất là đáng yêu. Vậy là hai mẹ con đang chung sống cùng với ông bà được không nào? Bảo Thư là một cô bé có tính cách như thế nào ạ? Bảo Thư là cô bé cá tính và sống rất là tình cảm. Con thích được yêu thương. Ừ, vậy thì Bảo Thư có hay chia sẻ với mẹ những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Có chứ. Hai mẹ con thì hay tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn. Thông thường thì hai mẹ con hay chia sẻ những câu chuyện hàng ngày vậy. Thế là khi con đi học về thì hai mẹ con sẽ có thời gian sử dụng cái đài nghe radio mà dò chơi dò bời cũng dò được sóng.
nó sướng thật ý. Rất hay chia sẻ với nhau được không nào? Tuy nhiên thì đã có bao giờ mà chị gặp chị và con có điều gì khó có thể chia sẻ? Ai em quá được không? Đâu đó khoảng 5 cái nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và với một cái quy mô doanh nghiệp. Ai em đấy. Đó là mình khá là bất ngờ là khi mà Covid nó bắt đầu nó xảy ra. Ai em bắt được con sóng rồi. Thì cơ bản là về hạ thì mọi biến chứng chốt thương. Từ giờ em rút kinh nghiệm rồi anh Tuấn ạ. Đi uống nước, uống nôi, cà phê, cà pháo tốt nhất là đi bộ, đi xe đạp, xe máy, thế cho nó lành. Đừng có dại mà đi ô tô. Nào nào, khoan, dừng lại là 2 giây. Tôi vẫn chưa hiểu ý lắm nhá. Cà phê thì liên quan gì đến phương tiện nào? Mà bình thường công việc gặp khách thì cũng phải đi ô tô mà. Hay là chán rồi nên định đổi gió sang xe đạp hay là chạy bộ mà. Thôi dừng video ở đây để nghe điện thoại. Video sau sẽ test về phần băng cassette. Thân ái chào tạm biệt.